Một ngày mới bắt đầu ở ngôi trường chuyên biệt duy nhất của huyện vùng cao Võ Nhai, trường phổ thông dân tộc nội trú Nguyễn Bình Khiêm. Trong tập thể 40 cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, chúng tôi muốn nhắc đến một người đặc biệt, người luôn thấu hiểu tất cả những khó khăn của học trò nội trú, người luôn sẻ chia và thông cảm với những nỗi niềm của các bậc phụ huynh, người luôn luôn cùng chung những trăn trở với các thầy cô giáo nội trú trong công tác nuôi dạy các thế hệ học trò vùng cao. Đó là cô giáo Đặng Thị Hải Yến, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường. Mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu, cô vẫn dành thời gian để ghé qua các dãy phòng ở của học sinh, nắn lại một chút để quan sát xem các trò của mình ăn có ngon miệng không và nhắc nhở các em luôn giữ gìn vệ sinh thật sạch sẽ, gọn gàng. Với mỗi chúng tôi, cô không chỉ là người đồng chí, đồng nghiệp đáng kính mà còn là người cô, người chị thân thiết, luôn sẵn sàng sẻ chia, đưa ra những lời khuyên, những góp ý chân thành nhất. Tuổi nghề của cô còn nhiều hơn cả tuổi đời của nhiều giáo viên trẻ như chúng tôi. Bề dày thành tích trong sự nghiệp gieo chữ trồng người của cô rất đáng tự hào. Trải qua hơn 3 thập kỷ gắn bó với sự nghiệp trồng người mà vẫn luôn giữ được nguyên vẹn ngọn lửa nhiệt huyết trong tim như cô đã và đang làm, chắc chắn là điều chẳng hề dễ dàng. Nhiều lần trò chuyện với chúng tôi, cô đã chia sẻ về con đường đưa cô đến với nghề gieo chữ lặng thầm mà đầy tự hào. Con đường ấy bắt đầu từ ước mơ trong trẻo của một cô học trò lớp 8 trong những năm 80 của thế kỷ 20. Ngày ấy, mùa thu năm 1982, khi cô còn là cô học trò nhỏ đang học tập dưới mái trường phổ thông cơ sở Phú Thượng 1, cô cùng bao bạn bè cùng trang lứa đã vô cùng xúc động khi được tin Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ, đã ban hành quyết định số 167 lấy ngày 20 tháng 11 hàng năm là ngày lễ mang tên Ngày Nhà giáo Việt Nam. Với tình cảm đặc biệt và hạt mầm ấp ủ trong tim, cô quyết tâm phải thực hiện bằng được ước mơ trở thành cô giáo. Để rồi, 7 năm sau đó, vào mùa thu năm 1989, cô được trở về đúng ngôi trường mình đã học tập để chính thức trở thành cô giáo trường làng. Khi ấy, cô Yến chưa đầy 20 tuổi. Giờ đây, khi đã trải qua 33 mùa gieo hạt trồng người, cô tâm sự. Cô vẫn nhớ như in cái ngày lễ 20 tháng 11 đầu tiên khi mình được làm cô giáo. Làm cô giáo trẻ nhất trường, lại là cô giáo tổng phụ trách đội, nên các em học sinh lúc nào cũng vây quanh, ríu rít nói cười. Các em tặng cô những bông hoa hái vội bên đường khi đến lớp, tình cảm mộc mạc mà sao chân tình đến thế. Thời gian trôi đi thật nhanh, giờ đây cô Yến không còn là cô giáo trẻ nhất trường nữa, mà màu thời gian đã in hẳn trên mái tóc. Đám học trò luôn bên cạnh cô ngày nào giờ đã trưởng thành, và rất nhiều người trong số đó vẫn luôn sát cánh cùng cô. Họ đã trở thành những cán bộ quản lý, những giáo viên dạy giỏi, điều mà cô tâm đắc, tự hào nhất. Hơn 30 năm gắn bó với công việc của những người lái đò thầm lặng, trong đó có hơn 15 năm tham gia công tác chỉ đạo tại phòng giáo dục đào tạo huyện Võ Nhai. Cô đã từng đến tất cả các trường học thuộc bậc học từ mầm non đến tiểu học và trung học cơ sở, được sẻ chia những khó khăn của các đồng chí, đồng nghiệp nơi đó, được tham gia các lớp học bổ túc văn hóa ban đêm hay các buổi biểu diễn văn nghệ, tuyên truyền công tác phổ cập giáo dục. Và cũng đã không ít lần cùng các thầy cô vượt qua những quãng đường trơn trượt, đầy nguy hiểm để vận động học sinh ra lớp. Một chặng đường nữa, không quá dài, nhưng chất chứa bao kỷ niệm, bao tâm tình là những tháng ngày cô về nhận công tác tại trường trung học cơ sở Phương Giao. Cô đã từng vượt qua những quãng đường đầy khó khăn để thăm gia đình học sinh khi biết học sinh có mẹ bị ốm nặng. Có thời gian, mỗi ngày cô phải vượt qua chặng đường 20 cây số với dốc cao, với núi đồi trùng trùng điệp điệp. Có những lúc nước lũ dâng cao chắn ngang con đường tới trường, cô cảm thấy như phía trước không còn đường để đi. Cũng có những lúc cô cùng bao đồng nghiệp của mình phải cuốc đường nhặt đá. Nơi đây đã có những giờ dạy trực tuyến, những buổi họp trực tuyến và cả những chuyến đi đến nơi xa nhất
để giao bài cho học sinh. Vượt qua chặng đường gian nan ấy, niềm vui lại đong đầy trong ánh mắt của các thầy cô khi tất cả được hòa mình vào ngôi trường đầy ắp tiếng nói cười của những cô cậu học trò hồn nhiên và đầy khát vọng. Tháng 11 năm 2021, thực hiện quyết định điều động của Ủy ban Nhân dân huyện Võ Nhai, cô Đặng Thị Hải Yến về nhận công tác tại trường phổ thông dân tộc nội trú Nguyễn Bình Khiêm, đảm nhiệm sứ mệnh thuyền trưởng của ngôi trường đặc thù, nơi nuôi dạy gần 400 học sinh người dân tộc thiểu số tại các xã bản vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn huyện. Ngôi trường với bề dày thành tích rất đáng tự hào, nên trọng trách đặt trên vai cô càng nặng nề hơn bao giờ hết. Niềm hân hoan và cả những lo lắng khi bắt đầu năm học thứ 32 trong sự nghiệp chồng người ở một ngôi trường hoàn toàn mới mẻ, chưa kịp lắng xuống, thì gần như ngay lập tức cô cùng những người đồng nghiệp, đồng chí mới của mình phải đối mặt với bài toán vô cùng hóc búa. Làm thế nào để tập thể với hơn 400 cán bộ giáo viên và học sinh nội trú có thể thực hiện thành công mục tiêu kép dạy học và chống dịch mà toàn ngành giáo dục đã đặt ra? Mỗi ngày, cô chỉ đạo sát sao và quyết liệt tất cả các tổ, các bộ phận trong nhà trường phải nêu cao ý thức và tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch. Thầy và trò chúng tôi lúc đó có lo lắng nhưng không hề hoang mang sợ hãi khi ngoài kia số ca mắc Covid-19 cứ mỗi ngày một nhiều thêm. Các em học sinh vẫn được cùng nhau gói bánh chưng, bánh dày, làm bánh trôi và trang trí cây đào để chào xuân đón Tết. Chúng tôi cũng đã đón xuân Tân Sửu thật ấm áp, an toàn. Nhưng rồi, đến thời điểm tháng 2 năm 2022, đại dịch Covid-19 thực sự đã để lại những dấu ấn không thể nào quên trong ký ức thầy và trò. Lúc này, cả nước tiếp tục oằn mình chống dịch, còn trong trường, thầy trò vẫn nhắc nhau hãy cố gắng để giữ an toàn. Thế rồi, kịch bản mà tất cả mọi người lo ngại nhất cũng đã xảy ra. Khi phát hiện ra ca mắc Covid-19 đầu tiên là một học trò lớp 6, toàn trường đã chuyển sang trạng thái mới. Vị thuyền trưởng của chúng tôi lúc đó sao bình tĩnh đến lạ, trong khi các em học sinh sợ hãi đến khóc òa, khi các bậc phụ huynh liên tục gọi tới hàng trăm cuộc điện thoại và đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường chưa kịp định hình sẽ phải làm gì tiếp theo, thì cô đã lên kế hoạch, chỉ đạo và phân công nhiệm vụ đến từng người thật rành mạch, rõ ràng. Suốt gần một tháng trời, toàn lực lượng của chúng tôi ở lại trường 24/24 giờ để vừa nuôi dạy vừa thực hiện phòng chống dịch. Hàng trăm học sinh thuộc diện F1, F2 thực hiện cách ly tập trung ngay tại trường. Mỗi ngày, chúng tôi chuyển tới tận tay các em hàng trăm suất cơm, hàng trăm vít nước nóng, rồi khử khuẩn, phân loại, xử lý rác thải. Có thể nói, nội trú thực sự có những ngày không ngủ. Và một điều nữa, chúng tôi thực sự khâm phục ở người thủ lĩnh của mình, đó là cô kiên quyết khẳng định, dù dịch có diễn biến phức tạp đến đâu, thì chúng ta cũng không để việc dạy và học bị gián đoạn, phải đẩy nhanh, đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số. Khi đó, 100% học trò của chúng tôi về nhà cách ly, nhiều em ở những xóm bản không hề có sóng điện thoại. Kết nối Internet cũng chập chờn, lúc có, lúc không. Nhưng chỉ trong 4 ngày thần tốc, đơn vị chúng tôi là trường học duy nhất trong toàn huyện triển khai thành công việc dạy và học trực tuyến với ứng dụng Microsoft Teams. Tất cả các mô hình lớp học đều được chúng tôi áp dụng triệt để. Lớp học trực tuyến, lớp học 2:1 và cả lớp học không giáo viên. Khó khăn là thế, nhưng chúng tôi vẫn không ngừng nỗ lực để rồi những thành quả ngọt ngào sau một năm học đặc biệt đã trở thành niềm tự hào của cả thầy và trò. Nhà trường đã vinh dự được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Có được những điều đó, người đầu tiên mà chúng tôi muốn tri ân, muốn vinh danh là người thuyền trưởng của mình, cô Đặng Thị Hải Yến. Dưới bàn tay chèo lái vững vàng của cô, đại gia đình nội trú chúng tôi sẽ đoàn kết, hết lòng, tất cả vì học sinh các dân tộc thiểu số thân yêu.